những thứ cuối cùng. Đấy, này phê này. À. Ok. Đồ đạc tất cả trong cốp xe hết. Ô trông cần vật, túi nước uống rồi lục rồi phao. Rồi mồi câu rồi ghế ngồi. Đủ cả. À. Đấy, ok. Cần. Rồi, ok. À, anh em đây tôi vừa làm thính xong, hôm nay thì đông người câu lắm. Cái hồ này không có thuyền nên tôi ném đầu cần câu. Hôm nay chắc là tôi chỉ ngồi được một tí thôi, tí ông cụ em xuống nó câu bây giờ, tí nó xuống nó ngồi nó cầm cần. Cụ em chưa câu lục bao giờ, hôm nay chắc là sẽ nhiều trò hay đây. Cho nó cầm cần đến 6 giờ tối. Mẹ. Nó cuốn rối tinh rối mù ở đây rồi này. Đấy, bịt mẹ to phết đấy, đúng không ạ? Nhà ra. Đấy, quay này, đây này. Lối đi. Đấy, bịt mẹ. Thu thu cần vào. Anh Tuấn, anh Tuấn, Tuấn nhắc 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 nhắc. Cái mẹ anh nhắc lùi ra để cho người vụt. Dẫm cái vứt mẹ cần lùi xuống. Dẫm vứt bà anh Tuấn ấy. Đấy là anh, hạ phải lặng đấy. Vỡ vỡ mồm à? Có bách thẳng lên không? Nhìn chắc nhỉ? Bịt mẹ. Quấy đây. Cho quấy cho xương. Đi lên luôn. Xem gì cả nhỉ? Tí nữa thì mới có người xem. Ngon chưa? Ngon chưa? Không phải xuống đây. Kiểm tra hàng chưa? Không phải đi mẹ thả xuống lại nhìn thấy cổng lỗ to tướng. Câu không em? Anh nhớ biết câu thì đi xem thôi. Địt mẹ nó sổng xích hay sao? Đi không thì ông cứ chó sợ anh nhỉ? À, địt có mẹ ghét nhất chứ, nét ghét cái mòn. Cẩn thận dẫm vào lưỡi kia nhá. Anh vứt con rô phi lên. Stop nhá. Stop nhanh nhá. Bố mình đang tập trung chuyên môn. To. Anh Tuấn hạ cần nó thôi, anh để đây nguyên cần này không sợ. Anh luôn. Ôi dù ông chuẩn bị sẵn vật. Ông ngoại là màu. Chép ta đấy bạn ạ, chép vào đây ngon lắm.
chép ta đấy, chép này om dưa thì ăn thì ngon, mỗi tội hơi xương. Dưa cả cái này mang về cho con nắng nấu cháo. Nhơn gì anh nhiệt. Dòng có phải mở cứ ra không? Không cần đâu, anh để thế là để cứ thế là dòng à? Cái tầm đấy to to thì em giật cái tầm đấy phải tầm 5-7 lạng trở lên thì máy nó mới chạy đấy. Nó phải đủ lạng rồi mới chạy. Ừ. Và không có thì nó vẫn cứ thẳng lên bờ thôi. Nó ra xa xong rồi dê vào thì nó không bị động ổ. Anh ném ra ngoài nhưng dê dê vào thì nó không được thẳng. Quên lúc nãy là Nghĩa say xuống quên đéo bảo nó. Trộn mùi lục như một câu lăng xê. Trộn mùi lục câu lăng xê đi ngoài. Đẹp trai ơi. Ở đây đóng con to lên đi. Làm mấy cái vẩy nữa đi. Đi mày ở giữa ủ mát cái tối ụt đang xê ra đây. Anh gọi lại cho cái thằng rửa hơi gì thế? Đấy vừa bảo ông ấy đóng con to đi thì ông ấy giật bong bố mất con chấm lên vẩy to tướng này. Cả hai con trôi nữa, hai vẩy trôi nữa. Thế là ông ấy bong mất ba con rồi. Con này còn bây giờ mặt đần thối ra rồi, ngồi im rồi. Mua thì về đây mua. Chỉ cần 4:30 thì nó ra nó mút thì. Đấy. Lại làm lổ mất một cái lục mới mua của anh luôn. Chẳng vui em phá hoại. Cho mày cầm cần đến 6 giờ nhưng mà anh đi tầm đấy thì rô phi nhiều này thì nó cũng hết mồi rồi, anh đi anh đánh lăng xê vậy chán không di chưa mọi anh ạ. Bịt mẹ vật phát vụt phát mõm giờ rồi. Chạy là tiếp kìa. Còn bé này. Trôi thiếu thiểu. Chép. Chép còn. Cười đấy.
vứt vào tạm một cái vợt cái kìa. Đi một cái khổ. Chua, chết bé này thì không ăn chua. Cho cho nó bây giờ nấu cháo được. Và chưa ăn cái đấy đi. Quá chuẩn luôn. Lôn nào mà thịt mẹ này nó cục quang xe to. Ui nhầy, bao nhiêu mà thịt chỉ mắt trước mắt sau nó làm 6-7 lần ném vừa cá, là ông Trọng rồi, rơi là rơi. Ở đây, Tuấn nhổn ai rồi. Ui dậy đi, ông em giàu cá nhìn cái lồn chưa. Ui dồi con chép phải 3 cân. Để cho mày dòng xem có mất không. Mất làm sao được anh. Cái này mất theo được. Mà đây, con này to. Bên này có mất. Thôi cứ từ từ cho nó nổi lên đã. Anh ơi em không câu cá bao giờ. Đấy dòng ra bên này chứ. Đấy ghi ra bên này. Đi chạy bám nó đúng vào mồm. Bên này thì chạy có mát. Nó xích vào đây đã. Nó nổi lên đã. Nó nổi bụng lên mới vợt được. Đấy. Thôi bong mẹ rồi. Đóng vào đây bong đéo. Mẹ làm mình kìa. Uốn 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 này. Đóng mẹ vào tay. Kim thì không mang. Ừ đấy. Đấy, anh uốn lại. Anh rơi mẹ lại dưới giờ. Anh phải chống nước. Chống cứt. Không, điện thoại anh chống nước. Điện thoại của anh giống cái điện thoại của em đâu. Con này có tiếp cái rồi. Con này có tiếp chưa? Chưa hết. Chưa. Trong mình đang chưa. Đấy rồi. Ôi giời. Thế nào, ông em phân phấn khởi không? Ui đi vẹo phấn khởi quá xuống đây đóng luôn cái tủ bóng à? Phấn khởi bé theo. Chết chưa? Hôm nay chăm chết chưa? To đi hơn được. Ui, to lắm. Ôi, đậm đạm. Này nấu cháo được rồi. Chỉ hơn cân. Đây là. Gần gần dãy to hết. À, mấy lạng. Cậu phát lên. Rồi. Bên kia thế mà. Bên này con to bằng con này, còn bé bé hơn. Quay lưỡi à? Không ngoái. Đứt mồm. Đứt mồm. Ra đi chưa đấy. Thế là lúc lấy cầu đầu kia à? Vâng, nó nhiều rô phi quá em ném lục nhưng mà nó ăn hết, nó vào nó ăn hết hết mồi ạ. Ừ. Cái thằng cu em thì nó mới học câu là, chiều đưa cho nó cầm cần nó đóng sảnh mấy con chấm lên toán lên vẩy. Nó giật nó toàn nó giật nó câu như kiểu là câu cần đơn. Nhưng mà nó lại cứ ham ở ừ thế thôi mày cứ cầm đi. Thế rồi loanh quanh về sau nó giật mất là hai con chấm với cả mấy con trôi. Vâng, trôi thì vẩy nhỏ. À, nó giật một con còn chắc là to đấy, nó giật nổ trục. Nhưng nó xong là nó sầu lên đúng như kiểu là cái mâm ấy. Và con đấy chắc là chép to hoặc là chấm. Ông già đi bảo được con chấm to phết không? Ông già nào? Ông già ở giữa bờ đây này. Gớm làm gì, các ông kêu 2 cân mấy 3 cân, em nhìn con đấy căng nhất được khoảng cân 7. Thế thì đúng loại của nó thả. Mắt. Nó thả chỉ cân rưỡi đến 2 cân. Các ông. Cái thằng ở đây nó bảo phải 2 cân rưỡi. Kéo mẹ nói phét. 2 cân rưỡi 3 cân. Em ăn chừng cá thì hơi bị chuẩn. Thôi cá nó thả xuống là nó bảo đùa cân rưỡi đến 2 cân. Con đấy kịch
Em cho là căng kim nó khoảng cân 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 7. Tầm đấy là đúng cái khúc của nó thôi. Hang ở đây lâu không? Em chắc là à đây em còn hai cục mồi nữa, chắc là khoảng tầm trên dưới tiếng. Lửa tiếng nữa ra. À, anh về gì? Đồ anh vẫn vứt kia gì? Rồi ok. Về ăn cơm à? Đấy, bắt đầu đói không nghĩa. Quay tiếp canh đi mẹ. Quay tiếp canh loạn xì ngậu hết rồi. Anh chụp một cát đó. Đấy, trôi cái tầm này tôi cẩu thẳng phát lên bờ mà lưỡi còn không ngoãi, mà trong khi đây tôi câu lưỡi bé hơn anh em. Mà anh em câu nào cứ bị bung ra. Ok. Đây tôi đang đánh lăng xê này, lắp phao thì nó kéo chìm phao rồi. Nhưng mà chắc là cá bé. Ở đây, ra đến đây rồi. Đây anh nghe nghe quay hộ anh. Con này nó đi ra đây trùng dây nên là nó đi ra đây trùng dây em hiểu. Úi. Nó đi ra đây nó không kéo máy à. Chép nhỏ nó chốt con cái gì mà vẫn thật cả như gì à. Ây giời. Toàn là trôi nhỏ thôi, không có trôi to. Ôi trời ơi. Biết thế lúc nó kéo chìm giật luôn cho nó xong. Đằng xê đóng liên tục, nay tôi đánh ổ lục ở kia cũng ăn đấy, nhưng mà thằng cu em nó mới học câu. Cho nó cho nó cầm cầm cần nên là bong mất nhiều quá, rô phi thì nhiều thế là nó vào nó phá hết ổ, man hết cả thính. Rồi cuối cùng phải quay ra quánh lăng xê bắt thêm mấy ít nữa để chống móm. Không được mấy ít chép mấy ít trôi rồi nhưng mà rồi cứ bắt thêm. Con nó phát bẹt cầm về mà hơn cân nhỉ. Vâng. Chép ở đây nó ngon. Ôi giời, dối. Này. Cái mép trong của nó ánh nó vẫn ăn mạnh. Dạ. Dối như này. Mẹ còn đánh con. Bỏ xin dài cái này. Cái này. À ừ. Đấy, cái này gỡ sau rốt thế này. Trong cái lúc đang gỡ nó lại đóng con nữa rồi anh lên. Cái này chiều anh cắt một lưỡi ra rồi, cái này còn có 5. Sắp hết mồi lăng xê rồi anh em ạ, còn có 1 tí này. Chia ra mấy cục nữa. Bé thôi, không cần nhiều. Nhỉnh hơn con chân cái 1 tí, mỗi như là chất lượng. Thế là trong cái tháng này, đây là buổi thứ hai đánh lăng xê rồi. Tôi đặt hàng này đúng ra là có hàng rồi nhưng mà nó có chút trục trặc ở bên hải quan, hàng nó chưa về được nên là anh em muốn gọi lấy hàng nhưng mà cũng không có. Nhiều anh em đặt lắm rồi,
chắc chắn là trong vòng từ đây đến một tuần nữa chắc chắn là có, không biết là vào hôm nào thôi, nhưng mà chậm nhất là vào một tuần là có. Đấy, lắm lăng xê này rất bé anh em này. Ok, quay này quay ngược. Đấy, cá dít anh em. Đấy, để đây cho nó dít phát vào máy này. Là tí nó kéo này. Quấy quấy nó dít phát nữa thế nào. Đây, nhìn cá kéo này chuẩn bị sướng này, chuẩn bị sướng này, cứ quay ngang máy ra. Đấy, nó gần đây rồi, nó lại đi vào nên là nó không rít máy, thế nào cũng rít phát nữa mà. Anh em nghe cái tiếng máy đóng cá và quánh lăng xê nó sướng không? Đấy, đi vào đây thôi, cho nó lên, nó đi vào đây. Ấy ra, to đấy nhỉ. Chết, cũng trôi thông tháo đấy. Mày mới đâm vào gốc cây à? Khôn vãi đái. Trôi thông tháo đấy, con này chắc là vậy. Đi ra đây. Chấm à? Chấm đi mày. Cứ tưởng nó trôi hóa ra là chấm anh em ạ, chấm trắng. Đây, hút thẳng mồm này. Không to lắm, cân rưỡi thôi. Đấy, hết mồi lăng xê rồi, muốn đánh lắm nhưng mà này, trộn hơi ít. Nắm cục cuối cùng. Muối. Bắt một thằng kia đỡ về chửa anh. À ừ nhỉ. Ôi là thôi, bẻ trúng cục mồi. Mẹ. Đây, cái này đóng cá lên mồi vẫn còn này. Đây là cục mồi cuối cùng anh em ạ. Cục lăng xê cuối cùng. Nốt cục này là về. Mà bây giờ vẫn rất chi là sớm, mới có hơn 7 giờ một tí thôi. Hơn 7 giờ tối đây, chẳng lẽ lại chạy về lấy mồi. Thôi, giờ chạy về lấy mồi thì ngồi bắt đến khoảng 10 giờ chắc chắn nó phải được 5-7 con nữa là ít nhất. Đây, cái bộ này là bộ mới cứng này, mới đánh, vừa bỏ ra đánh được mấy con không. Thực ra thì hôm trước còn 3 bộ, có một bạn ở dưới ngã tư Sở hay là đâu đấy, thằng nào đấy hẹn đến lấy nhưng mà không đến. Mấy bạn hẹn đến lấy, tôi hẹn có một bạn thôi là đến lấy, nhưng mà loanh quanh cuối cùng không đến lấy. Thì cuối cùng có một bạn ở trên ngã tư Trôi xuống lấy, thì bạn ấy lấy 2 bộ, thế còn 1 bộ, còn 1 bộ thì tôi để tôi câu lốt, thế là hết sạch. Chả còn bộ nào đây. Bộ mới là dây nó vẫn thẳng tưng này.
anh em ơi, cái ngửa lưỡi úp lưỡi này không quan trọng lắm, bởi vì tôi phải ngửa lên, bởi vì cái cục thính này tôi còn rất ít, tôi nắm để cho nó bé, tôi nắm rất chi là bé nên tôi phải để ngửa lưỡi nên không có là nó cắm xuống ấy thì nó sẽ bị dính vào trong lò xo mất, nên là tôi nắm rất chi là bé. Đây anh em xem rồi, ok, đây là cục cuối cùng nha. Ừ nha. Tí nữa thì lại cầm cục mồi lăng xê ném thẳng xuống hồ. Lại bảo ố thế nào bay nhanh thế. Liệu có phải mang vật xuống không nhỉ? Có. Rũ ra nên anh cầm cái vật theo. Đây, anh em này, cục cuối cùng thì cá nó kéo nó ních vào trong cây rồi. Bây giờ tôi phải lội xuống. Đây là phao nó tít trong kia kìa. Nó ghi ra nó không ra nổi. Nó phi vào trong đấy, không biết con cá hay không thì chưa biết. Bây giờ tôi sẽ lội xuống. Con này tôi cũng cần việc kéo. Nước ở đây nó hơi sâu. Mất rồi. Chú mày cướp rồi. Mất rồi. Ôi giời.